Video này được mang đến cho bạn bởi content nhật minh và giọng đọc vui vẻ được phục vụ tốt nhất vào lúc ăn trưa, ăn tối trước khi đi ngủ hoặc khi bạn cần một cái gì đó ở background để làm việc học tập được chúng tôi tổng hợp và cóp nhặt từ nhiều nguồn thông tin Nếu có gì sai hoặc cần đính chính, các bạn hãy vui lòng comment bên dưới để chúng tôi rút kinh nghiệm để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất Hãy xem lại những phần recap trước trên The Reviewer tại vì tôi lừa tóm tắt lại Từ sau khi mất Will thì Hannibal đã trở thành boy phố giữa lòng thành phố Paris rộn ràng người qua lại Có một sát nhân đang lái con mô tô mà không biết tại sao lại có thể mua được dù đang bị Bị truy nã trên đường anh ta đang đi tới đâu lẽ nào là nhà hát lớn thật tiếc là không phải đây là một bữa tiệc kín dành cho những cá nhân đam mê nghệ thuật hannibal Lecter tham dự với tư cách là boris jacob nhưng mục tiêu của ông ta không phải là tìm hiểu về nghệ thuật mà là vì hannibal đang cần hai slot tạm trú tạm vắng một cái cho ông ta một cái cho bedelia bác sĩ tâm lý cũ của hannibal giáo sư roman fell vừa hay lại mất lịch sự nên là nghiêm nhiên trở thành mục tiêu và tất nhiên là cả vợ của ông này nữa để biết tại sao bedelia lại đi cùng hannibal thì phải quay ngược lại quá khứ thời điểm mà khi ông này vừa rời khỏi nhà sau màn tình yêu rực lửa ngang trái với will hannibal biết bedelia đã bỏ nhà chạy lấy người nên mới tới nhà của bà ta để tắm rửa cũng tiện sửa soạn bỏ trốn luôn cơ mà vừa tắm xong bước ra ngoài thì bedelia đã ở đó với khẩu súng trên tay nhưng mà không phải để bắn hannibal mà là vì muốn rời đi cùng ông ta bedelia mặc dù sợ hannibal nhưng cũng đồng thời có tình cảm với ông ta trên mức bác sĩ và bệnh nhân sự mâu thuẫn này khiến bà tin rằng hannibal sẽ không giết mình và đúng là như thế Hannibal sau đó đã cùng Bedelia đến Pháp và giờ thì họ là vợ chồng nhà giáo sư Fell. Một thời gian sau tại Ý, Hannibal trong lốt Roman Fell cùng Bedelia tham dự một bữa tiệc dành cho giới trí thức. Bữa tiệc đang rất vui vẻ thì không biết từ đâu ra một ông dâu xồm xoàm liên tục cả khịa trình độ của Hannibal. Nếu mà đây là nhà hàng riêng hay là chỗ nào vắng vẻ thì menu bữa tối hôm nay sẽ có thêm một dòng. Nhưng mà vì đang ở giữa bữa tiệc đông người nên là Hannibal quyết định combat lại bằng kiến thức kinh nghiệm trải nghiệm khiến cho ông dâu xoàm kia cứng họng. Còn Bedelia thì thở phào phào tại vì Hannibal đã không còn cho ai đăng xuất thêm nữa. Mối quan hệ của Bedelia và Hannibal chính ra khá lằng nhằng. Trong quá khứ thì để khiến Bedelia phụ thuộc vào mình, Hannibal đã thao túng một bệnh nhân của bà khiến hắn ta phát điên lên và xông vào xử Bedelia. Để tự vệ thì bà ta đã cho hắn ăn đấm theo nghĩa đen. Sau đó thì không hề tình cờ, Hannibal xuất hiện tại hiện trường giúp Bedelia thu dọn hậu quả từ đó thì số mệnh của hai người dính chặt lấy nhau nhưng mà không phải bây giờ tại vì Hannibal đã mời về nhà Anthony người mà ông ta đã gặp trong bữa tiệc đầu phim Anthony là trợ giảng của Roman Fell nhưng mà do thấy sếp quá ngu nên đã quyết định nghỉ việc một thời gian sau Hannibal gặp lại Anthony trong lốt Roman Fell và này mà bị phát hiện thì thì nhưng mà rất may là chưa bị phát hiện nên là để may luôn cái mồm của anh này vào thì Hannibal đã mời Anthony về nhà ăn tối cơ mà vào bữa tối do quá sợ hãi Bedelia vừa ăn vừa run như miền Bắc đón không khí lạnh về nên Hannibal tạm thời bỏ qua và cho Anthony lời mời đến dự buổi giảng của mình. Ông ta định cho Anthony biết luôn sự thật rồi giết một thể. Bedelia có thể ổn về điều đó không? ổn lo lia giờ thì cô đen vô với min cũng không cứu nổi nên là hannibal chưa cả giảng xong thì bà này đã chạy về thu hết quần áo để chuẩn bị chạy trốn cũng trong thời gian đấy anthony theo lời mời của hannibal đã tới buổi giảng và phát hiện ra hannibal đang đóng giả roman fell nhưng mà thay vì tối giác thì anh ta quyết định tôn vinh cách sống của hannibal chắc là nghe cũng xuôi tai nên hannibal dẫn anthony về nhà họ mở cửa đúng cái lúc bedelia chuẩn bị rời đi thôi thì hết cứu nhưng mà không phải là bedelia mà là anthony hannibal pha ngay cục đá vào đầu anh này vì Bedelia đã biết hết kế hoạch của hannibal nhưng mà vẫn phải ngoảnh mặt làm ngơ vì kể cả có báo án thì bà cũng sẽ bị khép tội đồng phạm Thôi thế thì Bidilia chịu rồi, không bỏ trốn nữa Còn về phía Anthony, sau khi chết thì đã được Hannibal hóa kiếp thành kiềng ba chân Và tập 1 kết thúc ở đó Sang tập 2, chúng ta được gặp lại Will Graham và Abigail Cả hai người đều chưa chết Abigail trách Will vì sao lại lừa dối Hannibal Còn Will thì vẫn đang lang thang trong dòng chảy ký ức về người đàn ông gia trưởng của đời mình Bộ phim cũng theo đó mà chuyển cảnh Will và Abigail bây giờ đã tới Ý Và tình cờ làm sao khi họ lại xuất hiện ngay chỗ Hannibal giết Anthony Will lại tiếp tục dính vào vụ án Tại đây anh ta gặp một người đàn ông tên là Rinaldo Pazzi Ông này có năng lực thấu cảm giống Will Nhưng mà chưa đủ trầm cảm để được Hannibal chú ý Rinaldo kể rằng cách đây 20 năm Thì Hannibal đã từng được mệnh danh là Il Mostro Và gây ra những vụ án kinh hoàng tại Ý Khi ép một cặp nam nữ phải cosplay thành tranh của Botticelli Nhưng mà cũng giống như tất cả các vụ án khác Hai kỳ nhân vật chính giúp Hannibal thoát tội Còn về cái ông cảnh sát kia Thì vì vụ này mà mất hết việc Danh tiếng đi xuống khiến tâm lý bị ảnh hưởng nặng nề Nhưng mà Rinaldo không từ bỏ vì ám ảnh với Hannibal của ông này còn nặng hơn bệnh tâm lý của mình nên là ngay khi vừa gặp Will, ông này đã yêu cầu được cộng tác để bắt Hannibal. Will thì sau mùa 1 và mùa 2 đã phát hiện ra mình cung song tử không phù hợp làm team work nên định từ chối, nhưng mà lại phải đồng ý thì mới được vào xem hiện trường nên là thôi, làm một tí thôi nhá nhìn cái xác trước mặt thì Will bắt đầu thấu cảm nhưng mà hung thủ chưa thấy đâu mà chỉ thấy một con hươu dị dạng sinh ra từ cái xác Will sợ đến ngã ra cả sàn phải tới khi Abigail xuất hiện thì anh mới bình tĩnh lại cả hai bắt đầu ngồi nói chuyện về Hannibal rồi bỗng dưng Will xin lỗi Abigail vì đã không thể giữ cô bé lại với thế giới này hóa ra là Abigail thực ra đã chết từ lâu lúc bị Hannibal cắt cổ tất cả những Abigail vừa xuất hiện đều chỉ là tưởng tượng của Will anh ta hoàn toàn đơn thương độc mã trên hành trình tìm kiếm người đàn ông gia trưởng. Will đang phiêu du trong trí tưởng tượng của của mình thì Ronaldo bất ngờ xuất hiện và tiếp tục nói với Will về những ám ảnh của mình với Hannibal nhưng mà đang chém gió rở thì tự dưng Will có cảm giác lạ lẽ nào Hannibal đang ở đây không nghĩ nhiều anh ta nhanh chóng chạy xuống phế hầm để tìm kiếm Hannibal mặc cho Ronaldo đứng trên và chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra và Will đã đúng Hannibal đang ở đây nhưng mà hiện tại thì ông ta vẫn chưa có ý định gặp Will vì vậy mà tiếng Will vang rừng núi thì người trả lời lại chỉ là Ronaldo ông ta theo Will xuống đây để tìm Hannibal nhưng mà Will đuổi ông ta đi đây là chuyện dương tư của vợ chồng người ta đừng có xen vào và những lời nói này đã đến tai Hannibal, người đứng sau cái cột mà không ai biết. Rinaldo rời đi, còn Will Graham thì tiếp tục hành trình truy thê của mình. Nhưng mà do tìm mãi không thấy nên là Will quyết định đổi địa điểm và nơi được chọn là Lithuania. Tại sao là Lithuania? Tại vì ở Lithuania có Galaxy A15 LTE. Không oh, thế thực ra là ở Cellphone thì mới có Galaxy A15 LTE Sản phẩm tầm trung mới ra mắt cho anh em có nhu cầu dùng máy cấu hình mạnh Pin trâu của Samsung, cụ thể là pin 5000 mAh Dùng được tận tới 2 ngày Màn hình 6.5 inch AMOLED kèm theo loa kép sống động để xem phim, giải trí Chip Dimensity 6100 cộng giúp xử lý các tác vụ rất mượt mà Hiện tại Galaxy A15 LTE đang bán tại 120 cửa hàng của Cellphone trên toàn quốc Với mức giá chỉ hơn 4 triệu Giảm thêm 4% cho học sinh sinh viên Kèm theo chính sách hỗ trợ trả góp lãi suất 3 -0. không, cần trả trước, không lãi xuất và không phụ phí. Các bạn có thể tìm hiểu và đặt hàng trong đường link ở phần mô tả và bình luận. Quay trở lại với phim thì chúng ta sang đến tập 3 à, Trong cuốn Hannibal trỗi dậy của nhà văn Thomas Harris Thì có đề cập tới nơi mà Hannibal sống khi còn trẻ trâu Đó chính là Lithuania Và trong tập này thì Will đã tìm thấy nó Các nhà này đã bị bỏ hoang từ lâu Nhưng bất ngờ là còn một phụ nữ châu Á sống ở đấy Cô ta là ai và đang làm gì ở đây Will thì không biết nhưng mà anh ta biết là cái chỗ này đáng để điều tra Thế là sau một hồi tìm kiếm Will phát hiện ra căn hầm Nhưng ở dưới đấy không có Loli Mà là kẻ đã giết chết em gái của Hannibal nhiều năm trước Cùng lúc đó thì người phụ nữ châu Á kia cũng quay lại và chĩa súng về phía Will, nhưng mà giờ thì chỉ có súng thịt của Hannibal mới làm Will loạn choạng thôi. Anh bình tĩnh giải thích cho cô gái về mối quan hệ của mình với Hannibal. Nghe Will và Hannibal là bạn thì cô gái cũng buông lỏng cảnh giác và tự giới thiệu mình là Chiyo. Trong nguyên tác của nhà văn Thomas Harris thì Chiyo là người hầu của Murasaki cũng là dì của Hannibal. Chiyo sau khi trưởng thành thì đã lấy chồng và quay về Nhật. Thế thì tại sao bây giờ lại ở đây? Câu trả lời nằm ở ông lão bị nhốt kia. Như đã nói ở trên, ông này là người đã giết Misa, em gái của Hannibal và tất nhiên với một người như Hannibal thì việc bỏ qua hận thù rồi sống hạnh phúc còn khó hơn cả việc khen thêm chấn thành nên là Hannibal đã tìm tới ông ta để giết và ăn thịt nhưng mà bị Chiyo ngăn cản vì dù sao thì Chiyo cũng là con người thấy đồng loại bị giết thì cũng rén phết nể tình Chiyo nên là Hannibal đồng ý tha cho tên kia một mạng nhưng mà vì Chiyo là người xin tha cho hắn nên là mạng sống của hắn từ nay cũng là do cô chịu trách nhiệm và Hannibal rời đi để lại Chiyo trong căn nhà tan hoang với tên kia suốt mấy chục năm trời và giờ thì Will đã đến anh này cố gắng dùng thông não chi thuật để khiến Chi Chiyo từ bỏ người đàn ông kia Tại vì Hannibal làm vậy chỉ là do hắn tò mò xem Chiyo sẽ làm gì Chứ không hề xuất phát từ tình thương người Nhưng mà Chiyo không tin Tại vì dù sao thì tin cậu chủ của mình cũng hợp lý hơn là một cái thằng xâm nhập bất hợp pháp Thế là Will phải tìm cách khác Đêm đấy trong lúc Chiyo đi vắng Will đã đến và thả cho ông kia đi Nhưng mà thay vì bỏ trốn thì ông này lại quay trở lại lồng giam Và đợi lúc Chiyo về để phục kích Bị đẩy vào tình thế hiểm nghèo Gái Nhật không còn cách nào khác ngoài giết ông kia và tự giải thoát cho chính mình Giờ thì kế hoạch của Will đã thành công và anh lại càng giống Hannibal bổ thêm một chút. Chiyo cũng thấy được điều đó nên đã đồng ý dẫn Will đi gặp Hannibal. Trước khi rời đi thì Will không quên trang trí cho cái xác một đôi cánh bướm, ngụ ý rằng con sâu Chiyo đã mở kén. Trong lúc Will đang ở Lithuania thì một nhân vật đã quay trở lại. Đó chính là Jack, người bị cắt trúng động mạch cổ nhưng mà vẫn sống. Jack sang ý nhưng mà không phải để đi hưởng tuần trong mật với vợ hay là bắt Hannibal mà chỉ đơn giản là đi theo Will. Đó là lý do mà ông từ chối lời mời hợp tác của Rinaldo. Về phần Hannibal, người đang có bữa tối thân mật cùng với Delia và giáo sư Sogli Socrates thân đến nỗi giáo sư Socrates chưa kịp ăn miếng thịt nào thì đã được ăn ngay cái cây độc đá vào đầu. Những ngày sau đó, Hannibal vẫn tiếp tục mời thêm người về nhà mình ăn tối, vừa để tạo mối quan hệ vừa mở rộng quyền lực và để trêu đãi đồng nghiệp bằng chính đồng nghiệp. Nhưng mà sự bận rộn này thực chất chỉ là thứ để che đi nỗi sầu muộn trong tim. Hannibal chưa bao giờ ngừng nghĩ về Will, cơ mà hình như là do nghĩ nhiều quá nên thành ra bị overthinking, sau mà không hiểu sao lại đưa ra một lời tuyên bố dõng dạc là ăn thịt Will Graham. Nhưng mà tạm thời chuyện này chưa xảy ra được Tại vì trong tập 4 một biệt đội báo thù đã được thành lập Bao gồm Mason và Bloom Lùi lại thời gian một chút trước khi liên minh này được thành lập Thì Chilton, người lúc này đang cực kỳ khe cú với Hannibal Đang đi khắp nơi để tìm đồng minh Đầu tiên thì ông này gặp Will Gạ Will cùng mình trả thù Hannibal Nhưng mà thứ Will muốn là Hannibal chứ không phải là cái xác của ông ta Nên là giao kèo thất bại Người tiếp theo mà Chilton muốn đi gặp là Mason Nhưng mà vì mặt của Chilton trông không tín Và Mason thì giàu bằng 10 phạm nhân vợ cộng lại Nên là điều này cũng hủy cuối cùng thì ông này phải đến gặp Bloom Không phải nói thì Bloom cũng đã không ưa Chilton từ trước Nên là tất nhiên Bloom không chốt deal Nhưng mà đó không chỉ là lý do duy nhất từ chối Chilton Tại vì cô này đã có một kế hoạch khác để bắt được Hannibal Vâng thưa quý vị và các bạn Không có gì đáng sợ hơn một người phụ nữ bị lừa tình Bloom đã quyết định trở thành bác sĩ tâm lý mới của Mason Gây ấn tượng của anh ta và nhanh chóng lợi dụng được Mason để bắt Hannibal Thậm chí là Mason còn thuê hẳn một ông đầu bếp biết làm thịt người để chuẩn bị cho việc ăn thịt Hannibal Về phía Jack sau khi bị Hannibal cắt cổ vẫn sống sót nhưng mà vợ ông và căn bệnh ung thư của bà thì không bệnh tình ngày càng nặng vợ của jack càng phải chịu nhiều tổn thương để chấm dứt tất cả đau đớn của vợ thì jack quyết định cho bà một cái chết nhân đạo và giờ thì không còn lý do gì để ở lại mỹ nữa jack lên đường sang châu âu tìm kiếm will và bắt hannibal giờ thì biệt đội báo thù hannibal chính thức vào việc mở đầu cho một tập năm đầy sóng gió thì còn nhớ là ông thanh tra Rinaldo sau khi gạ cả Will lẫn Jack đi bắt Hannibal không được đã chuyển sang đối tượng khác là Mason bản năng stock của một người phụ nữ đã được đánh thức trong Bloom sau khi bị lừa tình cô này dựa vào thói quen và sở thích của Hannibal để tìm kiếm vị trí hiện tại của ông này bởi vì Hannibal là một người sành ăn nên là ẩm thực châu Âu ngoại trừ anh sẽ rất hợp với sở thích của ông ta nhất là ý và pháp không phải anh qua điều tra thì bloom đã phát hiện ra tại florence ý có một cửa hàng chuyên bán những nguyên vật liệu đặc biệt mà hannibal từng giới thiệu cho cô có một người phụ nữ hàng tuần đều đặn tới đó mua đồ và thanh toán bằng tiền mặt giác quan thứ sáu trong bloom bảo với cô rằng đây chính là người của hannibal vì vậy mà bloom ngay lập tức thông báo chuyện này với mason để theo đó mà treo thưởng cho cái đầu của hannibal khắp florence chuyện này sau đó đến tai rinaldo không nghĩ nhiều ông ta đề nghị hợp tác với Mason và nhận được số tiền một triệu đô nhưng mà chưa hết Mason đã đưa thêm một cái điều khác siêu hồi nếu mà Ronaldo lấy được dấu vân tay của Hannibal thì sẽ cho ông ta thêm 3 triệu đô wow tư bản đã lên tiếng thì công lý cũng chỉ là một diễn viên hài Ronaldo ngay lập tức đi tìm gặp Hannibal và định nhân lúc ông ta không để ý thì lấy dấu vân tay nhưng mà Hannibal đã biết hết ngay lúc Ronaldo sơ hở thì đã cho liều thuốc mê rồi giết chết ông ta bằng cách đau đớn nhất mà chúng tôi cần phải censor để đảm bảo cảnh báo độ tuổi ngay lúc Hann... Hannibal giết chết Rinaldo thì Jack xuất hiện chứng kiến toàn bộ sự việc vừa xảy ra hai người không nói không rằng la vào nhau để bắt đầu trận tái đấu lần này thì Jack hoàn toàn áp đảo xiên Hannibal như xiên thịt tưởng thế trận đến đây là ngã ngũ nhưng mà không Hannibal đã nhanh chóng leo lên phía cửa sổ để Jack theo phản xạ mà đẩy mình xuống cũng vì vậy mà bám được vào cái xác của Rinaldo đang treo lủng lẳng Hannibal tiếp đất thành công trong sự ngỡ ngàng của Jack trong một diễn biến khác thì Will người lúc này đang cùng Chio trên đường tới Florence để gặp Hannibal giữa đêm tranh thăng gió mát một cặp đôi nam nữ đứng ở mạn tàu tâm sự nhìn nhau đầy á muội họ sẽ làm gì sau đó họ đẩy đối phương xuống tàu khiến anh ta ngã sấp mặt will đã bị chi cháp ngay từ đầu thì chi đã không có ý định dẫn will đi gặp hannibal con tàu cứ dần dần biến mất vào bóng đêm còn will thì lại bắt đầu gặp ảo giác và loạn choạng bước từng bước tới florence tập 5 cũng theo đó mà kết thúc nhưng mà đường về nhà của hannibal vẫn còn dài lắm sau trận tài đấu với jack mặc dù thoát chết nhưng mà hannibal vẫn chịu nhiều thương tổn nhiều đến nỗi mà sang tận tập 6 rồi vẫn chưa về nhà bedelia sau khi thấy hannibal về nhà trong tình trạng thương tích đầy người thì đã xử lý vết thương và cũng tiện xử lý luôn cả mối quan hệ của mình với hannibal bedelia yêu hannibal nhưng mà không mù quáng bà này đủ tỉnh táo để biết rằng một ngày hannibal sẽ giết mình nên là trước khi chuyện này xảy ra bedelia sẽ sủi trước kế hoạch là như thế nhưng mà trước khi bedelia định sủi thì đã bị will và jack bắt gặp trong cơn phê thuốc trong cơn phê bedelia hoàn toàn nghĩ mình là lidia fell cho dù có gặng hỏi thế nào cũng không được cảm thấy việc tìm kiếm hannibal thông qua bedelia không khả quan lắm will đã tự tìm cách khác và bắt ngờ là anh này tìm ra thật Hannibal đang ở bảo tàng trước bức tranh Botticelli. Will bước vào và chào Hannibal như thể season 1 và season 2 chưa từng tồn tại. Cả hai tự dưng nối lại tình xưa rồi dắt tay nhau rời khỏi bảo tàng. Happy ending khó cái phim duy mỹ hóa việc ăn thịt người thì lấy đâu ra kết cục có hậu ngay khi đang vui vẻ cùng Hannibal thì Will đã rút dao ra anh định làm gì không ai biết vì trước khi Will định làm gì đấy thì Chijo đã làm trước rồi một viên đạn xuyên qua vai khiến Will ngất xỉu Hannibal theo đó cũng dẫn Will đến một nơi bí mật chỉ có hai người đường là để thủ thủy tâm tình nhưng mà khi Will mở mắt ra thì lại thấy mình đang bị trói và ngồi trên một bàn ăn dành cho ba người Will và Hannibal đang ở đây rồi vậy người còn lại là ai đó chính là Jack Jack vì Will mà tìm tới đây nhưng mà lại rơi vào bẫy của Hannibal Trong lúc không để ý đã bị cắt mất gần chân Hannibal lật kèo Khách đã đến nhưng mà đồ ăn vẫn chưa dọn ra Không sao, đồ ăn ở đây Ở đâu? Đây Hannibal cầm cái cưa để chuẩn bị làm Will bảy món nhưng bộ phim bất ngờ chuẩn cảnh cả Hannibal lẫn Will đều đang bị treo lên cùng những con lợn khác người bắt họ là Mason chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra tập 7 sẽ giải đáp tất cả theo đề xuất của Mago thì Mason đã mua chuộc một tay cảnh sát và đó chính là cái tên đã thẩm vấn Bedelia trước đó vì vậy mà vị trí của Hannibal mới lộ nhưng mà tại sao lại chỉ có hai người bị bắt trong khi hiện trường có tận ba Jack đang ở đâu muốn biết thì phải hỏi Chiyo tại vì sau khi Hannibal và Will bị đưa đi thì cô đã bắn chết viên cảnh sát định giết Jack và cứu ông ta ra ngoài đổi lại thì Jack phải nói với CEO về vị trí hiện tại của Hannibal và Will. Về phía Mason sau khi bắt được Hannibal và Will đã quyết định vỗ béo cả hai chờ ngày lành tháng tốt thì thịt nhưng mà ngày lành tháng tốt đấy không bao giờ tới vì Bloom sau khi bị Hannibal lừa tình đã quyết định move on và chơi BD với Mago. Từ đó thì sau mỗi lần hai con bướm tâm sự thủ thủy họ lại hiểu nhau hơn và lên kế hoạch để giết Mason nhất là sau khi Mago phát hiện ra Mason đã đưa bào thai cùng tử cung của mình vào một con lợn cái và tệ hơn là đứa bé đã chết trong bụng một con lợn. <laughs> WTF phim Mason đã thành công chứng minh là Fury chỉ có thể tồn tại trong hentai, Mago căm hận ông anh của mình. Nhưng mà hai người phụ nữ trận yếu tay mềm thì cũng khó làm được cái gì cả Đó là lý do họ cần đến sự giúp đỡ của Hannibal Hannibal thì cũng muốn cứu Will Người lúc này đang bị Mason cho một khóa sinh tu không skin Nên là vội chốt điều với Bloom Còn Will lúc này thì đang ở trên bàn mổ chuẩn bị phẫu thuật đổi thịt theo nghĩa đen Nhưng mà lúc mà da của Will bắt đầu bị cắt thì phim chuyển cảnh Mason bây giờ đang nằm một mình với cái mặt nạ da người chắc chắn không phải của Will Tại vì lúc này Will đang được Hannibal bế kiểu công chúa dưới một thời tiết không thể đẹp hơn Vậy thì chuyện gì đã xảy ra? Tất nhiên là Hannibal đã xuất hiện và cứu Will đồng thời lột ra ông bác sĩ rồi đắp lên mặt Mason để bổ sung sắt và dưỡng chất. Ơ từ từ nhé, quên gì không nhỉ? Tại vì là Mago cần giống của Mason để được thừa kế tài sản. Nên là trước khi rời đi thì Hannibal đã cho Mason được trải nghiệm massage tiến từ luyệt. Kết cục là Mago đẩy Mason xuống bể lươn chứ một anh trai còn về Hannibal và Will sau khi cùng nhau rời khỏi trang trại lợn đã đến nhà của Will để nghỉ ngơi thân xác thì có thể nghỉ ngơi chứ tâm trí thì không Will lúc này đã không còn một chút niềm tin nào về Hannibal nữa anh ấy thật si đời Hannibal thấy Will như vậy thì cũng không ép nữa nhưng mà vì muốn làm hòa với Will nên đã quyết định tự đầu thú vì nếu Will muốn gặp Hannibal thì đã biết phải tìm ở đâu rồi đấy và sau từng đấy biến cố xảy ra mà muốn làm mới cốt truyện thì chỉ có một cách là time skip 3 năm sau ngày Hannibal đầu thú phim chuyển qua tập 8 một phản diện mới đã ngấp nghé xuất hiện đây cũng là phản diện chính trong phần truyện gốc dòng đỏ của Thomas Harris có tên là Francis Dollar 2. Dollar 2, Dollar 2. Tuy nhiên thì ngoại trừ việc hắn ta thích hòa thú vào đêm trăng rằm do ảnh hưởng từ bức tranh The Great Red Dragon and the Woman thì vẫn chưa có quá nhiều thông tin về Francis. Vì vậy hãy chuyển ngay qua Hannibal, người đang đi tù như đi nghỉ dưỡng do có quan biết với viện trưởng mà cụ thể là người yêu cũ nên hắn có một phòng riêng mô phỏng lại văn phòng tâm lý trước kia, ngày ăn cơm ba bữa nhà nước nuôi, chán thì có người đến ăn cùng, có thể nói đây chính là trải nghiệm. Trong khi đó thì Will đang sống ẩn dật ở quê với vợ và con riêng của vợ, nhưng mà Will cứ sống yên bình thế này thì làm gì có phim để mà xem. Nên là Jack đã đến và lôi will lại hiện trường với những vụ án giết người vụ án lần này là về cái chết của một gia đình vào đêm trăng rằm nhưng mà họ không phải là những nạn nhân đầu tiên tại vì đêm trăng rằm trước đó tại chicago cũng có một gia đình bị giết chết theo cách tương tự ngoài ra theo báo cáo từ phía pháp y thì dấu vân tay có tại hiện trường cũng không hiển thị trong máy tìm kiếm điều đó chứng tỏ hung thủ chưa từng có tiền án tiền sự thế là việc tìm kiếm hung thủ càng trở nên khó khăn thấu cảm của will thì do lâu không dùng nên là hơi lỗi win một tí nên là để cải lại win cho não thì will lại đến gặp hannibal và giờ thì họ đã đổi vị trí so với season 2. Sang tập 9, hai người bạn lâu ngày không gặp. Nhưng mà thay vì trao nhau những cái ôm mặn nồng thì Will lại vạch rõ giới hạn để Hannibal biết rằng mình tới đây chỉ để nhờ ông ta giúp về vụ án. Cơ mà Hannibal thì đọc Will như một cuốn sách, ông ta thừa biết là Will đến đây chỉ muốn gặp mình thôi. Sau một hồi đàm phán thì Hannibal đồng ý giúp Will phân tích vụ án. Ông lại cho rằng tên hung thủ trong vụ án lần này với Will rất giống nhau, đều cần một gia đình để nương tựa. Will chọn kết hôn với Molly, người vợ hiện tại cũng là để vơi bớt cảm giác cô đơn, còn với hung thủ là giết người. Wow, không tương tự lắm Tất cả những gia đình là nạn nhân của hắn đều được biết là đang rất hạnh phúc và gần như một gia đình kiểu mẫu. Trước đây để tạo ra một gia đình cùng với Will thì Hannibal đã thao túng Abigail khiến cô bé phải từ bỏ sự ám ảnh với bố ruột của mình, thậm chí là còn làm giả cái chết của Abigail để chuẩn bị cho việc bỏ trốn. Nhưng mà sau khi phát hiện ra Will không yêu mình đến thế thì Hannibal đã tự tay đập nát tất cả, kể cả Abigail. Về phần Francis, trong lúc FBI lật cả cái nước Mỹ lên để tìm hắn thì hung thủ bây giờ đang bận yêu tiếng chung với McLean, một cô gái mù. Cả hai con người khiếm khuyết đều bị thu hút bởi nhau mặc dù khi bị mù thì nó không giết người và trong biểu hiện của hung thủ thì có lẽ là không giết lên nữa cùng lúc đấy trong giấc mơ của Will xuất hiện hình ảnh cái chết của Molly như một foreshadow cho những tập sau cuối phim Hannibal nhận được một cuộc điện thoại từ bên luật sư nhưng mà luật sư để làm gì khi mà Hannibal chưa có ý định tội ngoại chính xác vì người gọi là Francis hắn gọi để cho Hannibal biết bản thân đã tiến hóa từ rồng đỏ thành nước tăng lực number one nhưng mà tại sao Francis lại kể chuyện này với Hannibal câu trả lời nằm trong tập 10 Francis biết đến Hannibal thông qua những bài báo của Freddy Lounge. Thấy ông này cũng hợp gu mình phết nên là Francis quyết định trở thành fanboy. Francis tin rằng Hannibal là người duy nhất hiểu mình và nếu có cơ hội được gặp idol thì anh ta muốn thử cho Hannibal chuyển hóa, tức là giết ấy. Hannibal nghe xong thì kiểu ok, đến là đón. Cùng trong khoảng thời gian đấy thì Bedelia, bác sĩ tâm lý cũ của Hannibal đã quyết định mở khóa học chia sẻ kinh nghiệm, nhưng mà không phải về làm giàu mà là về khoảng thời gian bị Hannibal thao túng tâm lý. Wow, thời buổi này cái gì cũng làm khoa học được. Will cũng đến xem và chế nhạo Bedelia vì tiền mà đi làm đa cấp. Nhưng mà tiền nào mà chẳng là tiền. Bedelia không quan tâm. Bà ta đã thoát khỏi ra ám ảnh với Hannibal từ lâu, nên là xét về độ thấu hiểu thì có lẽ là Bedelia hiểu Hannibal hơn Will nhé. Nhưng mà cũng chính vì hiểu nên là Bedelia biết rằng không nên tạo ra một mối quan hệ quá sâu sắc với Hannibal. Will biết rõ điều đấy, nên là mặc dù không ưa Bedelia lắm nhưng vẫn đặt lịch hẹn để được gặp bà. Dù sao thì Bedelia bây giờ cũng là người duy nhất mà Will có thể tâm sự về Hannibal. Cũng trong tập 10 thì Francis và Glenn có một buổi hẹn với nhau ở sở thú. Francis muốn cho Glenn biết con hổ trông như nào và khi nhìn thấy hành động đầy tình thương của Glenn với con hổ thì Francis bừng nắng hạ. Cộng với việc sau khi về nhà và lếu lều với nhau, Francis đã chắc chắn rằng Glenn chính là nàng thơ trong bức tranh rồng đỏ. Tuy nhiên cũng chính vì vậy mà bản năng giết chóc trong Francis trỗi dậy, nó bảo anh ta là hãy xiên Glenn đi nhưng mà dăm con rồng cũng phải chịu thua trước quý ngài sim lỏ vì không muốn làm hại Glenn nên là francis đã cơ cấu một vé đến bảo tàng nơi đang giữ bức tranh rồng đỏ thật và sau khi cho nhân viên bảo tàng một liều thuốc mê vật lý thì francis đã ăn bức tranh với hy vọng rằng ý chí của bức tranh sẽ theo đường dạ dày mà chuyển hóa thành cứt nhưng mà đang ăn ngon lành thì will bất ngờ đến trong cuộc gặp trước đó với hannibal will đã biết được rằng hung thủ trong những vụ án sát hại cả gia đình có một sự quan tâm đặc biệt tới bức tranh the red dragon and the woman nên là theo chỉ dẫn của hannibal will đã tới bảo tàng này và và cuộc gặp mặt này chắc chắn không hề trùng hợp hannibal đã sắp xếp để nó xảy ra mục đích là để francis ấn tượng với will sau đó tiết lộ cho hắn rằng will có một gia đình hạnh phúc toàn là những điều kiện đầy đủ để đêm trăng tròn tiếp theo có thêm vụ án mạng sau khi trở về từ bảo tàng will đã họp gấp với bloom và jack Chẳng cần đi đến kết luận thì mọi người cũng đều biết hung thủ của vụ này chính là Hannibal. Thế nên là Will sau đó đã tới gặp Hannibal để hỏi ông ta về dự định tiếp theo của rồng đỏ. Hannibal thì ngay từ đầu đã không có ý định trả lời nhưng mà vẫn thả cho Will một tí hin rằng rồng đỏ đã có mục tiêu tiếp theo cho đêm trăng tròn. Đó là một gia đình quen thuộc, quen thuộc đến mức đó chính là gia đình của Will Graham. Một ngày trước khi Francis tìm tới nhà Will thì những con chó trong nhà đều bị bệnh do ăn đồ Trung Quốc. Để cứu chữa kịp thời hành đồ Trung Quốc để cứu chữa kịp thời thì Molly đã đem chúng nó đến thú y mà không biết rằng khi cái chuông báo động chạy bằng cơm chó biến mất thì cô và con trai sẽ gặp nguy hiểm như thế nào đêm đấy hai mẹ con tắt đèn đi ngủ nhưng mà giác quan thứ sáu của Molly lại bảo là ngủ lúc này là ôn lằn đấy nên là trước khi Francis kịp vào nhà hai mẹ con đã kịp chạy trốn ra bên ngoài dùng cái ô tô để đánh lạc hướng Francis và nhân lúc hắn không để ý chạy ra đường lớn bắt kịp được một cái ô tô ngang qua nhưng mà ngay lúc này một đường đạn sượt qua Francis đã đến tuy nhiên Molly lại nhanh hơn đẩy ông tài sẽ bị thương vào xe rồi đạp vội chân ga chạy khỏi hiện trường. Hai mẹ con thoát chết thành công. Sau khi rời khỏi đấy thì Molly đã tới tìm FBI để xin sự trợ giúp. Will cũng nhanh chóng nhận được thông tin và chạy đến thăm vợ con. Trong lúc Molly đang cấp cứu thì Will đã gặp đứa con trước. Thằng bé đã đọc được những bài báo uy xấu về Will trước kia và sau vụ suýt chết lần này thì niềm tin của nó về Will cũng tụt giảm như lượt follow của Han Seo Hee. Vậy còn Molly thì sao? Cô là người đã khuyên Will quay trở lại FBI nhưng là không thể trách Will trong sự việc lần này được. Mặc dù ngoài mặt Molly vẫn muốn gia đình quay trở lại như xưa, về nhà cùng nhau nhưng bản thân cô cũng sợ rằng nếu mà cứ tiếp tục thế này thì có lẽ một ngày Molly và con trai sẽ không thể giữ được mạng. Will cũng hiểu điều đấy nên là họ chỉ nhìn nhau và cười. Về phía Jack và Bloom, cả hai đã lên sẵn kế hoạch nghe lén lúc Hannibal và Francis nói chuyện với nhau, nhưng mà giọng của Francis hôm nay hơi quen hóa ra là giọng người suy trước đó do bản năng hắc ám trong người càng lúc càng lớn mạnh francis sợ một ngày sẽ không thể khống chế được nó nữa mà làm tổn thương cả lên nên là trước khi điều đó xảy ra hắn đã nói lời chia tay với cô còn bây giờ thì gọi điện cho Hannibal để tâm sự tuổi hồng Hannibal đấy không có nhu cầu nghe Nên là để kết thúc cuộc trò chuyện Ông ta cảnh báo Francis là có người đang nghe lén đấy Rồi dập máy Bỏ lại một Francis hoang mang Hồ Quỳnh Hương Nhưng vẫn phải nhanh chóng dọn dẹp để rời khỏi hiện trường Tập 11 kết thúc khi mà Will đến gặp Hannibal Để chất vấn về những gì đã xảy ra với vợ con Nhưng mà thay vì một lời xin lỗi Hannibal quyết định chuyển nghề qua làm luật sư Báo chữa cho dòng đỏ Chuyển sang tập 12 Mở đầu là cuộc trị liệu tâm lý của Will với Bedelia Nghe xong câu chuyện được kể Thì Bedelia chắc chắn rằng Hannibal đang bị bệnh Bệnh gì? Bệnh tương tư Ờ, oh, Hannibal yêu Will Nên mới muốn giết cả gia đình Will Bởi vì nếu như thế thì Will sẽ chỉ chú ý vào một mình ông ta Wow, tình yêu Được Vậy còn Will, anh ta có yêu Hannibal không? Will không biết và chuyện đó cũng không quan trọng nữa vì vấn đề với dòng đỏ đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. FBI cần một người có tiếng nói để lên báo nói xấu dòng đỏ nhằm dụ hắn ra khỏi hang và người được chọn là Chilton cùng với đó là Freddy Lounge trong vai trò người viết báo. Suốt buổi phỏng vấn, Will cố tình sử dụng những từ ngữ tệ nhất để miệt thị dòng đỏ và khi chụp ảnh thì còn cố tình đặt tay lên vai Chilton. Hành động này có ý nghĩa là gì? Nhìn Chilton bị Francis bắt là hiểu. Đúng như dự đoán của Will thì Francis tức điên lên khi đọc được bài báo và chất vấn Chiêu Tần về cái việc dám xạo lìn về cuộc đời của rồng đỏ. Trong tình thế ngàn cân trao sợi bún với tính mạng của Chiêu Tần thì tự dưng chuông cửa vang lên, cứ lên đã đến và mang theo đồ ăn nhẹ để làm hòa với Francis, nhưng mà do bị mù nên là không biết đang có người bị trói ở đấy. Kết thúc cuộc gặp cỡ nhỏ với Glenn, Francis quay sang tiếp tục câu chuyện với Chiêu Tần và khiến ông ta sợ gứt nước mắt khi mà liên tục sâu hình nạn nhân. Nhưng mà Francis chưa giết Chiêu Tần vội vì hắn còn cần giải oan cho rồng đỏ nên là trước khi Chiêu Tần hóa người do thái thì một video xin lỗi đã được gửi đến cho FBI với nội dung tôn vinh dòng đỏ Còn Will Graham là người nói dối Vậy Chilton đã chết ư? Không Mặc dù là bỏng 80% cơ thể Nhưng mà Chilton vẫn sống Và đủ khỏe để kết tội Will Nhìn thấy Chilton bị như vậy Thì Will sợ run cả người Nhưng Bedelia lại bảo rằng rõ ràng Will đã biết chuyện này sẽ xảy ra Khi mà anh đặt tay lên vai Chilton khi chụp ảnh Will nghe xong không hề phủ nhận Và một phần nào đó trong anh ta chấp nhận rằng Mình đã trở thành Hannibal Uh. Tại một diễn biến khác, bản thắng hắc ám trong Francis đang ngày càng lớn mạnh. Để lâu thêm tí nữa thì nó sẽ làm hại Glenn mất. Nên là trước khi có chuyện gì đó xảy ra thì Francis sẽ giết Glenn. What the fuck bro? Glenn lúc này mới nhận ra là mình yêu phải thằng điên nhưng mà chạy bây giờ cũng muộn rồi. Xăng đã đổ, lửa đã châm. Giờ thì chỉ còn đợi Glenn hóa do thái thôi. Nhưng mà phần người còn sót lại trong Francis lại không chịu được cảnh Glenn bị thiêu cháy nên đã tự sát. Glenn cũng nhân tình huống này mà chạy trốn, thoát ra dưới sự bảo hộ của FBI. Và tưởng vụ án đến đây là kết thúc nhưng mà tập 13 bây giờ mới bắt đầu. Tối hôm đó khi trở về nhà, Will đã bị Francis tập kích nhưng bất ngờ là hắn không giết Will mà còn hỏi ý kiến của anh ta về kẻ thù thực sự của mình. Will nhanh chóng chấp lấy cơ hội hướng sự chú ý của Francis sang Hannibal. Nghe Will nói xong thì Francis thấy cũng hợp lý nên là liền hỏi Will về cách gặp mặt Hannibal. Francis đã muốn thế thì Will cũng chiều. Ngay ngày hôm sau, Will đề nghị với Jack và Bloom cho Hannibal giả vờ vượt ngục rồi dùng điều đó làm mồi nhử Francis. Nhưng bằng cách này khá mạo hiểm tại vì nếu Hannibal vượt ngục giả thì khả năng nó thành thật là rất cao và nếu chuyện đó xảy ra thì sẽ có rất nhiều người gặp nguy hiểm trong đó có cả Bloom nhưng mà Will đã đứng ra đảm bảo sau khi giết được Francis thì người tiếp theo sẽ chính là Hannibal thấy được quyết tâm này thì cả Jack và Bloom đều đồng ý triển khai kế hoạch nhưng mà để chắc chắn an toàn thì Bloom vẫn chạy trước kế hoạch chính thức bắt đầu Hannibal cùng Will được đưa lên xe chuyên chở tội phạm để di chuyển nhưng mà đang trên đường đi thì từng viên cảnh sát lần lượt ngã xuống chỉ còn lại Will và Hannibal thế thì cướp xe thôi không chê anh nghèo lên xe anh đèo hannibal chở will tới một ngôi nhà trên bờ biển nơi mà ông ta từng nhốt abigail và miriam gần ngôi nhà có một vách biển trông rất thích hợp để nhảy tối hôm đó khi mà hai người đang uống rượu chiêu chiêu thì dòng đỏ đã đến và cho hannibal một phát ngay giữa bụng well idol và fan gặp nhau thì chưa bao giờ có kết cục tốt cả nhưng mà francis không giết mỗi hannibal mà còn muốn quay lại quá trình hannibal chết will định nhân lúc francis không để ý mà rút súng nhưng mà trước khi chuyện đó xảy ra thì đã bị cho một phát dao vào cổ rồi cùng vật lộn với francis ra tận ngoài hiên francis định bẻ lưng will nhưng mà hannibal nhanh tay hơn chạy đến bẻ cổ francis nhiều mối tội yếu quá nên là bị quật như con chưa bỏ cuộc will và hannibal quyết định xong kiếm hợp bích một bên giữ cổ một bên rạch bụng khiến francis chết ngay tại chỗ happy ending không Will và Hannibal đầy thương tích ôm nhau và đã đến lúc bộ phim này có quốc. Tưởng là thế nhưng mà Will bất ngờ xoay người rồi ngã xuống vách đá cùng Hannibal. Cuối cùng bộ phim kết thúc bằng ảnh Bedelia đang ngồi ăn tối với cái chân của mình theo nghĩa đen. Và phim đến đây là hết. Và vừa rồi là season 3 của Hannibal. Tôi là vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã đón xem. Đừng quên đăng ký giờ reviewer để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại.